Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp không ngừng giữ gìn và nâng cao các tiêu chí hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Một trong những tiêu chí được địa phương quan tâm đó là tập trung nâng cao chất lượng nhà ở, tạo diện mạo đổi mới cho quê hương. Hiện 100% số hộ dân trên địa bàn đều đã xây dựng được nhà ở kiên cố theo đúng quy định của Bộ Xây dựng đề ra trong chương trình nông thôn mới. Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều hộ gia đình ở đây đã và đang tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí bằng cách đầu tư xây dựng nhà cao tầng khang trang, có công trình phụ trợ tiện ích, có vườn hoa, cây xanh, tạo không gian thoáng, đẹp. Đây là khuôn viên ngôi nhà của gia đình ông Ninh Duy Sơn. Trước đây ông chưa chú ý đến cảnh quan không gian trong ngôi nhà. Thế nhưng kể từ khi xây dựng nông thôn mới, gia đình đã trồng nhiều cây bóng mát. Khu vườn 300m² trước kia chỉ trồng rau xanh, nay đã thiết kế trồng các loại hoa để điểm tô cho không gian thêm đẹp. Tuổi già nhưng tôi là cần cái môi trường như này. Khi sáng dậy, ngủ dậy, ngắm hoa, ngắm cây cảnh rồi mình cảm thấy môi trường mình như vậy, tuổi già mình hưởng thụ như thế là rất là tuyệt vời, là tốt. Thế là tôi cũng rất mong là các gia đình trên toàn tỉnh ta, nói riêng và toàn quốc nói chung là đều có mô hình như này để mà hưởng thụ được cái môi trường xanh sạch đẹp. Hiện nay tiêu chí nhà ở dân cư ở xã Đông Sơn đã đạt theo quy định, nhưng để đáp ứng với tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu thì còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Các tổ chức đoàn thể của địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên chỉnh trang vệ sinh nhà cửa, thi đua với nhau trong việc làm thế nào để ngôi nhà của mình không chỉ kiên cố mà ngày càng đẹp hơn, sạch hơn. Thì đối với hội phụ nữ xã rồi trong thời gian qua cũng đã thực hiện rất tốt cái mô hình nhà sạch vườn đẹp. Thì từ chúng tôi đã xây dựng cái mô hình nhà sạch vườn đẹp làm điểm tại chi hội thôn 4A với 59 thành viên. Thì đến nay là mỗi năm chúng tôi đã phấn đấu xây dựng thành công một mô hình. Và trong năm 2022 này chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu tuyên truyền vận động chị em hội viên phụ nữ trong chi hội và sẽ xây dựng thành công một mô hình tại một chi hội. Đến nay, 3 trên 12 thôn của xã đã nhân rộng được mô hình này và địa phương đang phấn đấu hết năm 2022, có 50% số hộ được công nhận nhà sạch vườn đẹp. Người dân thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong những ngôi nhà với không gian tươi đẹp, một diện mạo nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đang dần hình thành tại địa phương này.